Vâng em xin chào các bác. và vâng, hôm nay là em tiếp tục giới thiệu đến các bác một à, cái dòng đẩy liền vang và một bộ đẩy vang cơ rời để phục vụ cho các bác là nghe để phục vụ cho các bác là chúng ta là ghép bộ karaoke giá bình dân khoảng tầm khoảng 15 triệu quay đầu để là chúng ta hát karaoke tại nhà nhé Vâng đặc biệt là với những bác nào mà đang có sẵn những các cái à, các các cái à, Noa full đã chọn noa full rồi, đã hoặc là đã có loa ngang to ở nhà rồi nhưng mà chúng ta đang cần nhu cầu nâng cấp mà cái cục đẩy Đấy. nên để cho nó nó khỏe hơn, công suất nó khỏe hơn, chơi nhạc nó tốt hơn thì chúng ta có thể lựa chọn một trong hai cái mẫu sản phẩm này các bác nha giáo rất là bình dân thôi. Đấy. Như bộ ở trên, bộ đẩy cục đẩy và vang cơ rời ở trên thì nó là đi 5 triệu rưỡi. Còn với cái sản phẩm đẩy liền vang của Comi này, này thì nó chỉ có là đi 5 triệu 190 nghìn đồng thôi và hai cái con này thì là đều có thể là ghép được những cái dòng loa full bass 30 hoặc là những cái dòng loa ngang bass 30 vào để là uh, hát karaoke được các bác nhá và đều có các kết nối mới nhất hiện nay đó là bluetooth cổng quang Đấy. và USB nhá vâng thế thì chúng ta sẽ đi vào hai cái sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay đấy, ở trên đây thì là một bộ sản phẩm gồm có một con đẩy uh, TN Caustic CS 2500 và một cái con uh, vang uh, cơ Vàng cơ vàng cơ của cũng của, của cao có mã là tn10 tn10 các bác nhé thì là con uh, đẩy tn cao này thì là CS 2500 này thì có công suất của nó đi 500w một kênh đấy nhân đôi là 1000w để có thể là kéo được một đôi bát là 30 nó là ngang hoặc là full Đấy, hoặc là chúng ta với những cái dòng loa ngang chúng ta có thể là kéo được hai đôi bát 25 được Đấy, các bác nhé Đấy. Đấy, con này thì là được sản xuất bởi cái công ty xe sao Việt Nam nhé Đây là à, một cái đây là công ty xe sao này nó lấy công nghệ của công ty xe sao à, Đài Loan các bác nhé công nghệ địa chỉ Rồi, và địa chỉ của công ty đặt tại Hưng Yên Đấy các bạn nhìn ra công nghệ Đài Loan rất rõ ràng nhé xuất xứ tại Việt Nam đấy tất cả mọi thứ là hàng chính hãng người ta đều ghi rất là rõ ràng nguồn gốc xuất xứ cũng như là công nghệ sản xuất ở đâu chứ người ta không mập mờ gì các cái này cả để các bác nên là các bác yên tâm mà mua hàng thôi đấy còn bởi vì là tại sao lại có những cái sản phẩm mới này bởi vì là gì có rất nhiều các bác là đi mua hàng bãi đi mua hàng bãi nhưng đều thắc mắc là em ơi thế cục đẩy bãi này thì là sản xuất ở đâu thì nói thật là em cũng đều trả lời rất là thật với các bác rằng là gì tất cả các cái dòng đẩy bãi bây giờ nói thẳng luôn với các bác thì nó đều là hàng Trung Quốc này. hàng công ty hàng Trung Quốc hàng công ty bởi vì là tất cả các cái hãng lớn ở các hãng lớn bây giờ vâng đều đặt công ty cũng như là nhà xưởng tại Trung Quốc đấy. nên xuất xứ của nó không thể tránh thoát Trung Quốc được Đấy và câu hỏi tiếp theo của các bác là thế dùng bền không? Thì em cũng xin em cũng bảo luôn rằng là đây là hàng bãi là hàng đã có sử dụng rồi. Thì người ta cũng đã có sự khấu hao vâng thì thực tế ra là dùng nó cũng bền thôi nhưng mua hàng cũ thì phải chấp nhận 50 50. Chấp nhận 50 50 là có thể trong quá trình dụng nó sẽ hỏng. Và thời hạn bảo hành của những các cái con đấy thì rất ngắn vì đây là hàng bãi, hàng cũ đã qua sử dụng rồi nó bị khấu hao hết rồi có có bảo hành thì cũng chỉ rất ít thôi nó không thể nào như hàng mới được và nếu như các anh muốn bảo hành dài hạn muốn dùng bền đấy muốn dùng tốt muốn dùng mới thì các anh dùng hàng mới cho em thì hàng mới bây giờ giá của nó cũng chỉ tầm tầm như hàng bãi thôi và chất lượng cũng rất là tốt rồi nó không như ngày trước nữa đấy thì rất nhiều các anh này cũng ừ, anh cũng thấy thế thật và à, sau khi và sau khi mà em ghép cho các anh đấy cái con CS 2500 này với cái đẩy với con vang này và cũng cùng con vang này với cái đẩy bãi thì các anh ấy thường xuyên là hay lựa chọn cái này bởi vì là dùng cái hàng mới này nó yên tâm hơn cùng tầm giá dùng yên tâm hơn mà à, nó lại mới nó không phải đắn đo mà ủi hàng em ơi hàng còn đẹp không em ơi hàng có bị sửa chữa gì chưa em ơi em mới bảo hành bao lâu ờ, bảo hành cũng được dài không em ơi sao có bảo hành có một tháng sao ngắn thế xong rồi đủ các kiểu đúng không ạ thế trong khi đó là gì mua hàng mới thì trả về năn tăn ở à? ừ, hàng có đẹp không ừ, đương nhiên hàng mới nó đẹp trăm phần trăm rồi đúng không ạ em mới bảo hành đâu không gửi ừ, sẽ bảo hành hai năm chính hãng sớm quá còn gì đúng không ạ đấy thế em mới sửa chữa đi chưa thì hàng mới thì sửa chữa cái gì nguyên bản nguyên, kiện thôi cứ thế mà cầm về mà dùng đúng không ạ nên là rất nhiều các anh bây giờ là đều lựa chọn những cái con xe sao CS 2500 này và 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 cả cái cái vang uh, vang cơ nhá vang cơ bluetooth này rất nhiều anh vẫn cứ đến đây mà hỏi cái vang cơ bãi, Thì em bảo là bây giờ nó thật là em không nào vang cơ bãi nhiều nữa, bởi vì là công nghệ có vang cơ bãi thì nó cũ quá rồi, nó quá cũ rồi và tiếng của nó thì cũng không hay, đấy. tiếng nó không hay bằng những cái con vang cơ mới, công nghệ mới được, đấy. công nghệ đổi mới, đặc biệt là karaoke thì công nghệ nó càng đổi mới thì tiếng nó càng hay, đấy. Công nghệ nó càng đổi mới thì tiếng nó càng hay, nên đã dùng vang cơ thì luôn dùng vang cơ mới cho em. Thứ nhất là nó đẹp. Thứ hai công nghệ nó mới. Các con vang cơ bãi hầu như chẳng có con nào có bluetooth, chẳng có con nào có cổng quang cả. Đấy, thì làm sao đáp ứng được cái nhu cầu của các bác về cái việc hát qua karaoke qua YouTube bây giờ đúng không ạ? Qua cổng quang bây giờ không đáp ứng được. Muốn đáp ứng được thì lại phải mua một cái cục giải mã quang ra AV mà giá của vang cơ bãi cũng không rẻ Cũng khoảng tầm một triệu hai một triệu rưỡi Một cái con vang cơ bãi Trong khi cả con vang cơ mới thì các bạn biết bao nhiêu tiền đúng không Biết bao nhiêu tiền đúng không Có triệu 8 Có triệu 8 Mà công nghệ là mới hơn Đầy đủ cái nối USB Quang, Bluetooth Đúng không ạ Trong khi là mua một con vang cơ bãi về khoảng một triệu rưỡi thôi Xong đầu tư thêm một cái giải mã quang ra về vớ vẩn nhất là mua mới có Trung Quốc thôi nó cũng phải 3 400 thì bằng luôn vàng này rồi. Không có Bluetooth. Đấy tự tự nhiên là là phí tiền đúng không ạ? mà lại mua vang cơ bãi thì em cũng đã nói rồi vang cơ bãi thì là hàng cũ trái bảo hành cho em cả nên là, nên là có bảo hành cho các anh thì em cũng chỉ bảo hành rất là rất là thời gian rất ngắn thôi đấy không thể bảo hành dài được trong khi là dị vang cơ mới có hãng người ta bảo hành cho đấy thì thời gian bảo hành dài dùng sướng mà lại không phải lăn tăn vấn đề giống như cái con đẩy em cũng cũng nói rồi đấy không phải lăn tăn vấn đề là em ơi sửa chữa chưa em ơi hàng mới không em ơi hàng nguyên bản không đấy rồi em mới bảo hành dài không đấy nên là các bác đến đây một phát là hầu như là sẽ sau khi mà giữa cân nhắc giữa cái hàng bãi và hàng mới thì là đều dùng hàng mới luôn đấy. với cái tầm tiền với cái tầm tiền khoảng 6 triệu nhé dùng luôn hàng mới luôn đấy thì cái con vang cơ này con tn này thì em đã nói rồi tn 10 này thì giá của nó là đi à, uh, là đi một uh, triệu tám này đấy cái con đẩy tn acoustic này giá cũng rất là mềm thôi 3 triệu 7 tức là bằng cũng chỉ bằng một cái con vang cũng chỉ bằng một con đẩy bãi đúng không ạ cũng chỉ bằng là một con đẩy bãi để 3 triệu 7 cũng chỉ bằng con đẩy bãi thôi mà lại à, mới đấy, đập hộp sướng đúng không ạ Đúng sướng không sướng luôn chứ còn gì nữa đấy nhá thì cả bộ này được 5 triệu rưỡi thôi đấy 1 triệu 8 với 3 triệu 7 5 triệu rưỡi cả bộ đẩy và vang này thôi rất là rẻ vâng và các bác về thì là chơi rất là yên tâm đảm bảo nhá cái đấy là con 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 vang và con đẩy của TN Caustic này à, TN10 1 triệu 8 và TN Caustic CS 2500 là đi à, 3 triệu 7 nhá thế 5 triệu rưỡi nhá Vâng thì bây giờ chúng ta sẽ đến xuống dưới với con ở dưới đây con này thì là công nghệ nó xịn hơn một chút xíu là dùng công nghệ của Hàn Quốc vâng. vâng. ở đây con dưới đây là cái con đẩy liền vang nhá cục đẩy liền vang Đấy. À, của công ty Komi nhập khẩu Đấy. Công ty Komi nhập khẩu nha Đây, địa chỉ rất rõ ràng luôn Đấy. Địa chỉ kho của họ là 128 Yên Bái 2 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội Nha các bác nhé Vâng, và địa chỉ bảo hành thì là ở 343B Phố Huế Đấy. Đây, con này là con K450E Cục đẩy liền vang Đấy Con này thì ở trong đây các bác có thể thấy là Nó sẽ có chế độ feedback này Có chống, chống hú này à con 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 cơ tên là 10 cũng có feedback trong ngủ bác nhá rồi là các công nghệ mới như là big digital đi uh, big dynamic charaster hi-fi này hidden assuting này đấy. rồi là special sound effect này Inside này thì đây cái chế độ này nó chính là cái là chế độ echo kép đấy tức là nghe hát nó rất là mượt mà và nó có thêm cái reverb nó vào hát nó nghe nó nó hay lắm nó bay bổng nó các bác đấy. và cái con này nếu như bác nào quan tâm thì có thể là xem à, à, một vài cái video clip mà gần đây nhất thì em có test cho một bác. Để, thông thường các bác đến đây là các bác lấy à, à, hàng ở đây các bác nghe và các bác lấy trực tiếp luôn. Nhưng mà có một số bác mua từ xa ấy, thì thì chẳng em có hay à, test này các cái sản phẩm đập hộp nên trừ những bác nào bác nào không yêu cầu đập không kêu đồ nguyên Muhy... đăng nguyên kiện thì em đều là có làm cái clip test bàn giao cho các bác và các bác ở trong đấy các bác có thể thấy được tất cả các cái tính năng của nó trong đấy em test đầy đủ hết cũng như là chất âm của nó em test ở cuối video này các bác có thể thấy là tiếng rất là hay và rất là tốt lại con này là con k 450 e nhá để bác nào quan tâm thì có thể là xem ở trước các đấy đây đây đây, đây. này k 450 e này mặt mũi của con này sẽ như này nó có màu đen như này đây, đây. và có một cái bác gần đây nhất là bác đã đấy hàng đây thì là em có thể cho các bác xem cái 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 uh, tin nhắn ở đây nha, có tin nhắn đây gần đây nhất là cái bác khách ở Huế bác bên đấy, Để xem được, bác đấy uh, đặt hàng qua Facebook của bên em, đấy, Facebook của bên em, này em tìm lại xem nào. Đây. Đây các bác, đây. Thì đây là mặt mũi bên ngoài của con đẩy này, các bác nhìn thấy không? Đẹp chưa? Đẹp rực rỡ luôn nhá. Đấy. Đấy. Bên này là có mic có music uh, master này, bên cạnh đây là cái effect này các bác nhìn này. Nhá. Và uh, có bluetooth in rồi là có mic volume rời hết nhá. Đấy, mic volume rời hết. Đấy. Đây là con combi K450E. Đấy. ok chưa thì đấy thì bác đã nhận hàng và bác có phản hồi lại là sẽ ok này mình chạy thử rồi ok bạn đấy hiện đấy nhá thì đấy là gần đây nhất này là cái đơn hàng cách đây khoảng mấy hôm thôi đấy. của bác khách ở huế bác đặt đấy thì là bên em cũng có test bàn giao cho bác ở trên youtube thì em sẽ để cái video clip ở dưới chân tin này luôn để cho các bác xem được luôn đấy thì con đẩy này nhá con đẩy này là con đẩy liền vang công nghệ Hàn Quốc của công ty Combi là công ty mà người ta chuyên nhập khẩu các cái thiết bị karaoke của Hàn Quốc về và và con này thì là được là hàng là do công ty Combi đặt hàng để công ty Jago Sudoang các kỹ sư các kỹ sư của công ty Jago Sudoang người ta à, design cho người ta thiết kế cho và và sản phẩm này nhé và sản phẩm này thì được được uh, sản xuất tại nhà xưởng ở Trung Quốc em cũng xin nói rõ luôn nguồn xuất xứ của nó ở Trung Quốc nha để cho các bác thoải mái luôn Đấy không đến lúc mà nhiều khi em bảo là design tức là thiết kế là của Korea tức là của Hàn Quốc thì nhiều các bác sẽ hiểu nhầm rằng à đây là hàng của Hàn Quốc nhưng nhưng đây là hàng đây là hàng được design nhé được thiết kế của Hàn Quốc và được sản xuất ở Trung Quốc và linh kiện linh kiện nhé linh kiện thì là được theo như hãng Komi nói thì là linh kiện này là linh kiện của Hàn Quốc đấy đây là tiếng rất là hay và tốt đấy. và rất nhiều bác dùng rồi rất nhiều bác dùng rồi chưa thấy một bác nào phàn nàn gì về 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 chất âm của con này cũng như là về chất lượng của sản phẩm cả đấy ok nhá k 450 e k 450 e nhá đấy. con này thì em nói từ nãy đến giờ về cái này hình như có vẻ quảng cáo hơi nhiều đấy thì à, quay lại với các tính năng nhé quay lại với các tính năng con này có bluetooth này có cổng quang này có usb này đấy có công suất rms này công suất thực nhé là 400 w nhân hai kênh đấy thì là với mức công suất 400 w như thế này thì là nó kéo một đôi bát 30 thoải mái Đấy, một đôi, đôi full 30 thoải mái và hát karaoke rất là hay rất là mượt Đấy. mix and echo mixing nhé đủ hết Đấy. hai cổng mix input Đấy. được chưa đằng sau con đẩy nó sẽ hỗ trợ đầy đủ tất cả những cái đường ra cho woofer cũng như là à, là đường ra cho à, bằng bằng rắc à, xoáy kẹp bắp chuối nhé để chúng ta là À, có thể là kết nối tín hiệu vào cái con uh... wow, chúng ta một cách dễ dàng nhất nhé đấy thì con này hàng của mi này thì nó rất là hợp lý đó giá cả của nó rất là hợp lý em thấy là uh, giá của con này có thể nói rằng đẩy đến vàng giá công nghệ Hàn Quốc và công nghệ cao công nghệ tốt em đi kiện tốt luôn mà giá cũng rất là tốt Nên con này thì hiện tại đang có giá là 5 triệu 190 nghìn đồng thôi rất là rẻ đấy. và chính vì thế mà nó được rất nhiều các bác lựa chọn thì mua nhé thì bác nào ai có nhu cầu mua hãy liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966 594 581 nhé. Địa chỉ cửa hàng ở bên em tại số 57 Nguyễn Hoàng Mỹ Đình, Nam Từ Liêm Hà Nội. Và em xin nhắc lại số điện thoại là 0966 594 581 và địa chỉ cửa hàng ở tại số 57 Nguyễn Hoàng Mỹ Đình, Nam Từ Liêm Hà Nội. Tại sản phẩm đẩy nền vang K450E này thì là 5 190 000 đồng này, công nghệ Hàn Quốc. Vâng. Vâng. Và TN Caustic kia nhá, TN Caustic và à, cái vang cơ của nó đi kèm tên là 10 nhé thì giá của nó 5 triệu rưỡi cả đấy vâng em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin gặp lại các bác trong những video theo bên này vâng